Xin trân trọng kính mời nhà thơ Ngô Thái, Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam nhiệm kỳ 1, đọc diễn văn khai mạc. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các chủ nhiệm câu lạc bộ, trang thơ thành viên, các thi huynh, thi hữu, các bạn yêu thơ từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về dự đại hội lần thứ 2 câu lạc bộ Facebook Việt Nam. Một sự kiện có nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của câu lạc bộ trong thời gian tới. Thay mặt đoàn chủ tịch và cá nhân, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Về dự đại hội hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu trong ban cố vấn của nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà văn Vũ Đảm, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du, Hội Nhà văn Việt Nam, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng được giới thiệu nhà báo Kim Quốc Hoa, Chủ tịch Hội Thơ Đường Luật Việt Nam, xin đề nghị hoan hô. Tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho, nhà phê bình văn học, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Thầy Thuốc Nhân dân Nguyễn Bá Đức, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về khách mời danh dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà văn Cầm Sơn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách trang website của Văn nghệ Công nhân Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Thăng Ngọc Phó, nguyên chủ tịch câu lạc bộ thơ thành phố Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Mai Thanh, nhà thơ, nhà phê bình văn học, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lịch, nguyên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Yên Bái, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Lan, tiến sĩ y khoa, nguyên giám đốc sở y tế, hiện nay là giám đốc bệnh viện Tràng An, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về khách mời của các câu lạc bộ bạn, chúng tôi đề nghị sau khi giới thiệu xong toàn bộ danh sách thì chúng ta sẽ hoan nghênh một lần. Chúng tôi xin trân trọng nhà thơ Vũ Quần Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ văn thơ văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Đỗ Chiến Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Tháp Bút, nhà thơ Lê Huyền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Ninh Thuận và các thành viên tiến sĩ Văn Lộc, Lê Khả Kỳ và nhà thơ Nguyễn Loan. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Thái, thạc sĩ Trương Phương Nghi, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Linh Đàm cùng hai thành viên phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Quốc Thắng và nhà thơ Vũ Duy Hưởng. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ câu lạc bộ nhạc Việt Nguyễn Quỳnh Hoa. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Xuân Khoát và nhà thơ Phạm Thị Nguyệt Tâm, phó chủ nhiệm thi đàn đất Việt. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Sách Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học nghệ thuật Bắc Từ Liêm Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Tử Thu Liên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Champa. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Trang Nam Anh, thi đàn Hương Nắng. Và đến dự chúng ta hôm nay có các phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự đại hôm nay, chúng tôi xin trân trọng thiệu có 22 đơn vị thành viên ở các tỉnh thành phố trong cả nước về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, câu lạc bộ Facebook Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của những người cùng sở thích làm thơ, yêu thơ, giao lưu kết bạn, mang tính xã hội và nhân văn.
xuất phát từ phong trào thơ ca phát triển trên mạng xã hội, sự ra đời câu lạc bộ Facebook Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển, một mô hình tổ chức mang tính đặc thù, sáng tạo, độc đáo trong phong trào thơ ca chưa hề có tiền lệ ở Việt Nam. Người có công đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời câu lạc bộ Facebook Việt Nam là nhà giáo Nguyễn Đức, biệt danh là Đức Kết Nối, với biệt danh cánh chim không mỏi, đôi chân vạn dặm, vận động thành lập từng nhóm các trang thơ ở một số vùng miền trong cả nước, kết nối và tiến tới ra đời câu lạc bộ. Đại hội lần thứ nhất ra đời ngày 21 tháng 1 năm 2018 trên quê hương đất tổ, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Một sự kiện quan trọng không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thơ ca trên mạng xã hội, còn tạo nên một hiệu ứng tích cực, không khí hồ hởi, phấn khởi được các nhà thơ, người yêu thơ trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Từ ngày thành lập đến nay, câu lạc bộ có nhiều hoạt động đúng hướng, phong phú, đa dạng và đạt được những thành quả rất quan trọng, tạo đà cho bước phát triển mới trong nhiệm kỳ 2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1 của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức sẽ nêu đầy đủ trình bày trước đại hội sau này. Điểm nổi bật trong hoạt động câu lạc bộ nhiệm kỳ 1 có thể tập trung ở một số điểm như sau. Thứ nhất là câu lạc bộ Facebook Việt Nam đã kiến tạo một sân chơi lành mạnh, mang tính cộng đồng và nhân văn, thu hút đông đảo tác giả và người yêu thơ trong và ngoài nước trên cộng đồng mạng giao lưu, kết bạn, học tập và nâng cao chất lượng sáng tác của mình. Điểm thứ hai là tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng mang tính khu vực ở cả ba miền Bắc Trung Nam, từ Tây Bắc, Yên Bái, miền núi Hòa Bình, Trung Du, Bắc Giang, Phú Thọ, đồng bằng sông Hồng, Hải Dương, Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Ninh Thuận, ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi sự kiện đều thu hút rất đông đảo các loại bạn thơ ở trong cả nước với những hoạt động thiết thực bổ ích. Câu lạc bộ Facebook Việt Nam có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo các bạn thơ trong và ngoài nước, đã có 50 thành viên tự nguyện tham gia, trong đó có 5 thành viên ở kiều bào nước ngoài. Thứ ba là hoạt động câu lạc bộ luôn gắn với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Trong thời gian cách ly do dịch bệnh Covid-19, câu lạc bộ và các thành viên đã phát huy lợi thế internet, chuyển hướng vận động sáng tác theo chủ đề chống dịch Covid-18, chia sẻ với bà con miền Trung trong vùng bão lụt, kỷ niệm 30 tháng 4, sinh nhật 19 tháng 5, liên tục phát trực tuyến những bài thơ, ca khúc theo chủ đề trên, tạo một không khí hết sức sôi động trên thị đàn mạng. Đặc biệt, câu lạc bộ đã huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện xã hội hóa xã hội theo phương châm quan điểm của Đảng và Nhà nước. Điểm nổi bật thứ tư là từ hoạt động thực tiễn, nhiều câu lạc bộ trang thơ thành viên rất năng động, sáng tạo, gắn hoạt động thơ ca với cuộc sống, với tinh thần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần truyền cảm hứng tích cực, tình yêu quê hương đất nước cho đông đảo người yêu thơ và nhân dân. Câu lạc bộ Facebook Việt Nam đã trở thành một địa chỉ tin cậy của đông đảo người yêu thơ trong cả nước và người Việt ở nước ngoài, đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức văn học nghệ thuật ủng hộ. Nhiều thành viên câu lạc bộ của Facebook Việt Nam được kết nạp của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Văn học nghệ thuật ở các địa phương. Điểm nổi bật thứ năm là lực lượng sáng tác thơ trên Facebook đã phát triển khá mạnh, hình thành mạch nguồn thơ mạng, từng bước nâng cao chất lượng, đủ tầm hòa vào dòng chảy văn học đương đại của nước nhà, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà, tiên tiến bản sắc dân tộc. Điểm nổi bật thứ sáu là câu lạc bộ hoạt động mới 3 năm, thời gian còn quá nhiều, quá ngắn trong quá trình vận động, nhưng đã khẳng định được vị thế của mình trong phong trào thơ ca cả nước và trong cộng đồng mạng. Những thành quả đạt được 3 năm qua rất quan trọng, chúng ta cần tổng kết rút kinh nghiệm cả về mặt tích cực phát huy và cả những mặt bất cập cần khắc phục. Chúng tôi thật xúc động trước tình cảm chân quý của các bạn thơ trong và ngoài nước dành cho câu lạc bộ. Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần, sáng tác hàng trăm bài thơ và chuyển thể thành ca khúc gửi về ban tổ chức.
hàng trăm bài thơ trong số rất nhiều những bài thơ hay của các bạn gửi về cổ vũ chúc mừng đại hội đã được in trên pano và trưng bày tại đại hội. Thay mặt đại hội, tôi gửi tới lời tri ân đối với những tấm lòng hảo tâm ủng hộ vật chất góp phần quan trọng cho thành công của đại hội. Tôi hoan nghênh các bạn thơ đã gửi thơ cổ vũ cho đại hội, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương những thành quả của câu lạc bộ đã đạt được trong 3 năm qua, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, vào hội lần này chúng ta tập trung 3 nội dung quan trọng. Một là thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1, quyết định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2 2020-2023. Thông qua ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2 do ban thường vụ nhiệm kỳ 1 đề cử, ban lãnh đạo mới là những người có tâm và có tầm, đặc biệt là nhiệt tình và tâm huyết để lãnh đạo phong trào. Thứ ba là thông qua báo cáo bổ sung sửa đổi một số điểm trong điều lệ. Đại hội 2 nhiệm kỳ 2020-2023 là đại hội đoàn kết đổi mới nhận thức nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá về chất trong tổ chức và phương thức hoạt động mới phù hợp với sự phát triển của câu lạc bộ. Để thực hiện được định hướng trên, chúng ta cần đặc biệt chú trọng lấy xây dựng đội ngũ then chốt của câu lạc bộ làm nhiệm vụ then chốt quyết định sự thành công của phong trào, lấy đoàn kết thống nhất trong ban lãnh đạo làm hạt nhân đoàn kết câu lạc bộ trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đồng thuận là nền tảng vững chắc cho sự phát triển, lấy định hướng hoạt động đúng đắn minh bạch không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ pháp luật là trọng tâm xuyên suốt trong suốt quá trình nhiệm kỳ 2. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các vị đại biểu khách quý. Với thế đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2023 câu lạc bộ Facebook Việt Nam. Nhân dịp này, chuẩn bị bước sang năm 2021 và đón Tết cổ truyền dân tộc, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, đại biểu đại hội cùng toàn thể gia đình sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.